Mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin về thời tiết các khu vực trong tỉnh đêm nay và ngày mai do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang cung cấp. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn. Khu vực này nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đêm trời rét. Nhiệt độ từ 18 cho tới 26 độ, độ ẩm trung bình 82%. Khu vực di tích quốc gia Dục Bậc Thang và vùng núi đất phía Tây. Khu vực này nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 cho tới 31 độ, độ ẩm trung bình 82%. Còn ở khu vực vùng núi thấp, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 cho tới 32 độ, độ ẩm trung bình 82%.